cao hơn chưa tới 10 cm, anh em sẽ chọn con sách tay này hay con sách tay này. Tất cả đều là do sách tay. Và hiện tại anh em cũng biết là con X01 đây, X01 thì bass 20, con X02 thì điện máy 369 mà mình không được bán à, nên là con X03 sẽ là một phiên bản lo sách tay độc quyền tại điện máy 369. Bass X03 này nè, nó sẽ được con bass 3 tấc anh em, bass 3 tấc. Và bật mí với anh em, đây là cái mẫu lo sách tay mà cuối cùng của anh ông mắc à, nói chung là không phải cuối cùng mà gọi là cái mẫu sách tay mà nó có công suất lớn nhất cũng như là cái chất âm sẽ hay nhất. Bởi vì sao? Bass 3 tấc thì lúc nào âm thanh của nó cũng phải tròn trịa và sử dụng tốt ngoài trời hơn là con bass 2 tấc và con bass 2 tấc rưỡi. Với cái thùng này nó to hơn, không có nhiều hết anh em. Nó gõ còn cực kỳ luôn, thì anh em mang theo là thoải mái. Cái thùng này X03, tên của nó báo trước cho anh em luôn. Thì hôm nay mình có cái thùng này để mình nhá hàng cho anh em xem là sắp tới mình có những cái mẫu lo chất lượng như thế nào. Và đây là hàng chính hãng Nanomax nha. Rồi, ở đây anh em có thùng là bass 3 tấc chỗ này, bass dạng bass nén. Công suất của nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Ở đây là chép hạch anh cao cấp. Ở đây trước là lớp lưới rất là dày. Rồi cái mạch thì vẫn y chang luôn anh em. Mạch nè, mạch y chang luôn. Đó, y chang bên này qua luôn nha. Rồi thêm nữa là anh em sẽ có cái chân đế bảo vệ nữa không. Đó, chân cỡ này. Cỡ này ha. Rồi chỗ này là để ắc quy chỗ này. Đó, thì nó cũng to không có nhiều á. Nên là ví dụ như giữa việc lựa chọn bass 2 tấc, bass 2 tấc rưỡi, bass 3 tấc, thì bass 3 tấc vẫn ok nhất. Thì ví dụ như bây giờ anh em sắp tới mình lựa một cái con lo để mà mang đi du lịch đồ á, thì đợi với mình khoảng tầm 2 tuần đi. Chắc 2 tuần à, không có hơn đâu. Thì anh em sẽ có cái phiên bản này. Và đặc biệt á, phiên bản này còn có thêm cho anh em là một cái túi để mình có thể mình đeo lên vai hoặc mình xách đi cho dễ dàng, trong khi X01 và X02 không có. Và giá của con lo này mình sẽ bật mí cho anh em là nó khoảng tầm 8X, ít nhỏ, không phải ít lớn. Nên là đợi với mình ha, anh em sẽ có được một cái con lo nó chất lượng thật sự và mang đi du lịch là hết bài luôn. Ý là liên cho mình để được tư vấn chi tiết và theo dõi cái kênh điện máy 369 của mình nha.